Đây là hai bé sen hàng mình ươm bằng lá đây các bạn. Rất là dễ thương luôn. Lúc trước là mình để ở trong nhà, bây giờ đem ra ngoài trời. Các em to hơn rồi cho nên mình quyết định sẽ thay chậu và mình sẽ vặt vài lá ra để mình nhân giống thêm nha các bạn. Thì mình để ở dưới đèn Bloomless để mình ươm nha các bạn. Và hai chậu này thì hai ngày sau mình tưới nước. Lá mình ươm, mình nhân giống ở dưới đèn Bloomless đây các bạn. Bloomless, mình có link của đèn Bloomless trong phần mô tả video, các bạn có thể coi nha. Và đang có giveaway. Đây là lá mình ươm.
Lá mình ươm đây là bây giờ là 8 tháng rồi các bạn. 8 tháng các em lên được như thế này. Mình để dưới đèn cho nên nó lên màu đẹp hơn. Rất là dễ thương luôn. Lá cây này dễ nhân giống. Rất là xinh. Từ một cái lá và bây giờ em đã lớn to luôn các bạn ơi, xinh ơi là xinh. À, đây cũng từ một cái lá đây, quá chừng đẹp luôn. Cái này là chậu 6 inches 15 cm rồi các bạn, thay chậu xong là to quá chừng to luôn. Còn chậu này thì 4 inches 10 cm, quá chừng xinh. Thank you. Thank you. Are we gonna be? Hey, yay, buzzing! For oh, you! For you, buzzing! For you! For you! Para sa ano mo? Retirement mo? You already gave. No, that's for me. From me. Oh, oh, yeah. No wonder I keep asking me which one I want. Yay! Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This one my gift. This one is Sana. Oh, yay! Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Mare. Nó mới ăn con rầy à, đã quá rồi, nó ăn con rầy đen đó rồi. Ladybug, ladybug, ladybug. Em ấy làm việc rất chăm chỉ. Làm việc rất chăm chỉ luôn. Lên trên có nhiều lắm luôn, nhiều mấy con rầy ở trên đây. Em này đang trong thời điểm nguy hiểm đấy các bạn à, cái tầng lá dưới của nó bị vàng 2 tuần rồi các bạn. Mình cũng ít tưới nước lắm, cũng 2 tuần mình mới tưới một lần. Nhưng mà không biết tại sao, đến lúc mà em này ra đi không biết lý do tại sao. Rầu rồi các bạn ơi, rầu rồi. Hôm rồi á, cây cream tea nó bị một nửa, nhưng mà bây giờ nó đã phát triển cái ngọn lại các bạn, có nghĩa là nó không sao, cái thân không có sao hết, tự nhiên lá nó bị hư một bên thôi à. Lúc mấy đứa này nó muốn bệnh là muốn bệnh nè. Đây là con của em, cây rau ì mới bị héo héo gốc, mình nhổ lên mình thay luôn đất rồi các bạn. Lên 34 độ xong rớt xuống 15 độ. Mình không biết có em nào ra đi hay không. Mùa hè tới rồi. Kết quả cũng không thấy nước đây các bạn. Nhưng em nó úp lại rất là đẹp luôn. Không tưới nước mà lại đẹp.